Sẵn sàng chưa các em ơi? Câu 69. Cái nhanh á? Hay anh đấy. 68 nhá. Siêu nhanh. Hai tia đơn chức. 0,5 AGN3 thu được bạc với mình có này. Số mon bạc chia số mon ST. Đây phần 1 nhá. Bằng 0,4 chia 0,5 bằng 0,8. Được chưa? Suy ra một ST là HCOO R. Một ST là tiếp tục này, hai axit đồng đẳng liên tiếp này. Thế nên là một thằng là CH3 COR phải. Được chưa? Thế thì mình có này 0,4 mon bạc này, thì ngay lập tức thể tìm ra được số mon HCOR. Bởi vì một thằng này trắng hai thằng bạc, thằng này cho hai bạc. Số mon bạc 0,4 thì suy ra số mon thằng này bằng 0,2. Tổng số mon 0,5 thì suy ra số mon thằng này 0,3. Đây là phần số 1. Được chưa? Thế giờ tiếp tục phần số 2. Hai phần khác nhau nhé. Bây giờ thì đã có hai ST rồi. HCOR 0,2 mon và CH3 COR phải 0,3 mon. Khối lượng của bọn này thì bằng 10,56 này. Được chưa? Mà cho tác dụng với lại, chú ý đây là A nhé, đây B nhé. Thôi thì đặt thằng này là 2A, thằng này 3B, 3 đi cho dễ. Cộng với lại NaOH cộng với cao H. Đề bài cho đủ. Thì thu được lập hai muối của hai axit đồng đẳng kế tiếp đây. HCOK và CH3 COK. Thì thằng này là 2A đúng không? Thằng này là 3A đúng không? Thằng này là 5A đúng không? Cộng với lại 6,91192 gam hỗn hợp ancol no. 6,192 gam hỗn hợp ancol no. Ancol no thì là R OH và R phải OH. 6,192. Thế ngay tức thì có bảo toàn khối lượng 10,56 này cộng với 56 nhân 5A này thì bằng này 45 cộng 39 84 nhân 2A cộng với 15 cộng 44 cộng 39 98 nhân 3A cộng với 6,192. Thế nên mình bấm máy tính mình tìm được xem nào. Chiều các em lắm nhá. 10,56 trừ đi 6,192. 10,56 trừ 6,192 chia cho bằng ngoặc đơn. 98 nhân 3 trừ đi 84 nhân 2 trừ đi 56 nhân 5. Cộng chứ, cộng 84 nhân 2 bằng 10,56 này trừ đi 6,192 này. Được chưa? Được chưa? Chia cho bằng ngoặc đơn 56 nhân 5 trừ đi 84 nhân 2 trừ đi 98 nhân 3 0,024. Ừ thì hôm nay các bạn vừa nãy thì thầy phải chữa theo cách chậm chậm để cho các bạn cũng hiểu. Thế vậy suy ra ancol này, anh ancol này là bằng 2 nhân với lại 0,024. Ancol này bằng là 3 nhân với 0,024. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được tổng số mon ancol bằng 5 nhân 0,024. 0,12. Vậy đến đây thì tìm được R trung bình OH sẽ bằng là 6,192 chia cho 0,12 thì bằng 51,6. 51,6 thì nhỏ hơn 60. Lớn hơn 46. 60 thì là C3H7OH, 46 thì là C2H5OH. Đây này không có trong bộ 15 đề chính xác em. Vậy được chưa? Vậy suy ra một anh sẽ là HCO C3H7 và một anh là CH3CO C2H5. Đúng chưa? Đấy thì đến cái chỗ cuối này mình vẫn phải thử lại. Thử lại thế đáp án đúng. Ok chưa? Xong nhá. Xong này chưa? Câu 69. Chất nào sau đây không có phản ứng tạo thành sản phẩm kết tủa với dung dịch FeCl3? Không có phản ứng tạo thành kết tủa với dung dịch FeCl3. NH3 là có. CH3 nó lại có. Tại vì bọn này là bazơ. Cứ bazơ có nhóm OH thì là có. Thằng này sinh ra OH này.
ta trong nước sinh ra OH trừ này, thằng này ta trong nước sinh ra OH trừ, thằng này cũng ta trong nước sinh ra OH trừ, và OH trừ tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành FeOH 3 lần kết tủa. Thế vậy nên là không có thì là đáp án B. Ok chưa các em? Ơ, thầy đăng lên lúc thi mà em, Hoàng Lê. Ở trong nhóm lúc nãy buổi chiều trước khi thầy đi dạy off, thầy đã đăng lên ở trong nhóm rồi. Thầy bảo là tối nay 20:30 thì là thi, tại vì hôm nay thầy tổ chức thi. Nên là tất cả lớp live stream thì cũng như là cái lớp bình thường của thầy là đều vào thi đã. Thi xong rồi bây giờ là ổn ngay, Hoàng Lê ạ. Hoàng Lê chẳng chịu theo dõi thầy. Thật đấy, buồn quá. Câu 70. Câu 70. Cho hỗn hợp gồm 70 nhá. Cho hỗn hợp gồm magie này. 0.045 này. Sắt này. 0.05 này. Tác dụng EV ml dung dịch chứa này. CuNO3 2 lần này. 0.5V này. AgNO3 0.3V này. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, hỗn hợp kim loại Z. Dung dịch Y, kim loại Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng HCl. Thu được khí hydro 0.03. Chúng ta lưu ý nhé, ở đây các em phải lưu ý này. Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Vậy thứ tự kim loại tạo thành ở đây thành gồm gì? Bạc đầu ra tạo đầu tiên. Tính khử tăng dần thôi, bạc tính khử yếu nhất. Nhìn đồng. Nhưng cả bạc và đồng đều không tác dụng HCl. Nên chắc chắn có thằng nào giữ sắt đúng không? Bạc đồng sắt. Sau đó bên magie thì là sắt rồi. Thế thì bạc không tác dụng với HCl, đồng không tác dụng HCl nhá, chỉ có sắt tác dụng HCl thôi. Vậy là số mol hydro bằng 0.03 thì suy ra số mol sắt bằng 0.03. Vậy điều này dẫn đến chắc chắn một điều là trong dung dịch Y của thầy sẽ tồn tại các muối sao? Thứ tự muối tạo thành tính oxy hóa tăng dần. Tính oxy hóa tăng dần, vậy là thầy phải đi từ thằng tính oxy hóa yếu nhất. Oxy hóa yếu nhất là magie 2 cộng. MgNO3 2 lần. Rồi đến FeNO3 2 lần. Các em lưu ý, do Fe dư nên chắc chắn là không thể có đồng dư được, không phải có đồng 2 cộng được. Đúng chưa? Sắt đầy hết thành đồng. Đúng chưa? Thế vậy thì bảo toàn được luôn này. Bảo toàn sắt này 0.05 này, 0.03 này, và đây 0.02. Bảo toàn magie này 0.045 này, magie này 0.045 này. Về đây thì bảo toàn gốc NO3 trừ. Thế có 0.5V nhân 2, 2 nhân 0.5V cộng với 0.3V nhân 1 thì bằng 0.045 nhân 2 cộng với lại 0.02 nhân 2. 2 nhân 0.5 thì bằng 1. 0.045 nhân 2 cộng với 0.02 nhân 2 bằng chia cho 1.3. V bằng 0.1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok nha. Thầy chữa cực kỳ chậm này, các em hiểu bài không? Các thanh niên nhóm live VIP của thầy ơi, các thanh niên hiểu bài không? Ý lú. Câu 71. 71 nha. Dung dịch X chứa amon COH4 và bmon NaCl. Dung dịch X chứa amon COH4. Nghỉ dùng. Đúng rồi. Và NaCl. Lưu ý này. Thằng này là amon, thằng này là bmon. 2A đối với B. Được chưa? Tiếp tục này. Điện phân có màng ngăn điện cực trơ dung dịch X. Điện phân đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực. Nước bắt đầu điện phân hai điện cực thì ngừng lại. Mình lưu ý rằng là cái bên thằng anode lúc nào sinh ra khí rồi. Vậy nước bắt đầu điện phân ở hai điện cực tương đương với nước điện phân ở cathode thì ngừng lại. Thế nếu điện phân ở cathode thì ta chú ý rằng ở bên cathode chúng ta thì chắc chắn có đồng điện phân đầu tiên.
lúc này chưa sinh ra được, đúng không? Natri cộng không bị điện phân. Vậy để nước bị điện phân ở cathode khi và chỉ khi đồng 2 cộng bị điện phân hết. Tương đương với lại đồng 2 cộng bị điện phân hết. Được chưa? Thì ở bên anode đồng 2 cộng vừa điện phân hết đấy. Vậy anh này là A, thì anh này là 2A luôn. Được chưa? Thu được với lý khí thoát ra anode. Thế anode thì đầu tiên là gì? Cl trừ, trừ đi 2E để tạo thành Cl2. Cl trừ đây là B, thì anh này là B. Suy ra khí này là 0,5B. Các em lưu ý nhé, 2A lớn B, 2A lớn B. Điều này chứng tỏ rằng là đồng điện phân, đúng không? Đồng điện phân chưa hết hay là clo điện phân hết rồi thì đồng vẫn còn đang điện phân. Do clo điện phân hết ở đây B nhỏ 2A mà, thì clo điện phân hết rồi thì đồng vẫn đang điện phân. Điều này chứng tỏ nước sẽ bị điện phân ở bên anode tiếp. Trừ đi 4A để tạo thành O2 cộng 4H cộng. Được chưa? Hiểu chưa? Vậy ngay lập tức thì có bảo toàn này. Anh này 2A thì anh này trừ đi B này. Vậy đây sẽ là 2A trừ B. Suy oxy sẽ là 2A trừ B phần 4. Vậy anh này là khí nha. Anh này là khí nha. Vậy V lít khí thoát ra ở anode, khí anode sẽ bằng 0,5B cộng 2A trừ B chia 4. Suy ra V anode sẽ bằng 2,4 nhân với 0,5B cộng 2A chia 4 thì bằng 0,5A. Trừ B chia 4 thì bằng trừ đi 0,25B và sẽ bằng 22,4 nhân với 0,25B cộng 0,5A. Nếu mà cùng bỏ thằng 0,5 ra ngoài thì nó sẽ bằng là 11,2 nhân với, cùng bỏ 0,25 ra ngoài, cùng bỏ 0,25 ra chứ nhỉ, thì phải chia cho 4. 2,4 chia 4, 5,6. Ta phải có dấu cộng thì loại này thì bằng 5,6 nhân với, cùng bỏ 0,5 thì B cộng 2A. 5,6 nhân B cộng 2A. Đấy, vậy là 5,6 nhân 2A cộng B. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án, đáp án đúng chúng ta là đáp án B cộng 2A này. Dễ. Em hiểu bài không? Nó cũng dễ rồi mà các em. Các thanh niên đang theo dõi thầy live stream có hiểu bài không nhỉ? Dễ không? Đúng không? Cực kỳ dễ luôn. Tiếp nha. Sẵn sàng chưa? Tiếp nha. Mình sang câu số 72. Hỗn hợp gồm natri, kali và natri. Natri này, kali này, natri này, tác dụng với nước. Được dung dịch X. Vậy dung dịch X của thầy chắc chắn là NaOH này, KOH này, BaOH 2 lần này. Cho hỗn hợp X tác dụng hết với nước thu được dung dịch Y và khí hydro 0,2 này. Để trung hòa hết Y thì cần V ml dung dịch HCl. Giá trị của V. Thế muốn để tác dụng HCl này, thế muốn tìm được số mol HCl ấy, thì mình cần tìm được số mol NaOH, số mol KOH, số mol BaOH là lần thể đặt A, B, C đổ xỉ bánh đúc. Dữ kiện này, một dữ kiện, ba. Nhớ chưa điểm bạn của thầy nhé. Một dữ kiện này, ba này. Mình được quyền gạch làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Nhớ kỹ nhé, gạch sao số ẩn bằng số dữ kiện. Một dữ kiện mà đây ba ẩn, vậy mình được quyền gạch hai ẩn. Ghét thằng nào gạch. Được chưa? Vậy đây thì ngay lập tức thì có bài toán này, ngay lập tức thì tìm được số mol NaOH. Một natri sinh ra 1/2 hydro. Vậy thì tìm được số mol của NaOH hay là số mol của natri bằng 0,2 thì này bằng 0,4. Suy ra NaOH A bằng 0,4. NaOH ăn HCl theo tỷ lệ 1:1 0,4. Vậy ngay lập tức thì tìm được V bằng 0,4 chia 1 bằng 400. Đây. Kinh khủng chưa? Cái này dã man không? Đây là chiều đếm ẩn của thầy. Đấy là dĩ nhiên mình vẫn còn cách khác.
Các hình có là số mol H trừ bằng 2 lần số mol H2 và bằng số mol H cộng. Đúng chưa? Và bằng 0,4 luôn. Dĩ nhiên một cách này của thầy sẽ dùng rất là kinh. Các em cần lưu ý nha. Thật lưu ý đấy về câu 72. Ok, thấy cách kinh không? Đây là siêu đế bẩn nhá. Skin rất là kinh khủng luôn. Mình sẽ dùng rất rất nhiều. Câu tiếp theo có số 73 thì nghĩ là rất ít bạn làm câu 73. 73 này là mốc 8,25 đấy, rất quan trọng luôn. Thầy nghĩ là cái mức độ đề thi năm nay của em nó sẽ tương đồng như đề này. Tương đồng đấy. À, khi nào được gạch á? Ha ha. À, em chỉ cần là có số ẩn nhiều hơn số dữ kiện là em được gạch thôi. Gạch bất chấp, gạch bất kể luôn. Nên là vào trong nhóm live VIP của thầy có nhiều chiêu kinh điển lắm. Không phải ai cũng biết đâu. Câu 73. VIP là VIP thực sự. Đồng trùng hợp butadien, nên ta phải nhớ butadien là gì. Đây butadien này. Hành viên đó là C4H6. Với styrene này. Hai viết đó là C8H8. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn một lượng polymer X thu được CO2 nước tỷ lệ mol tương ứng. Tỷ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích styrene tương ứng trong polymer X này. Thế thì để là tỷ lệ này ấy, thì để mà dễ nhất thì thầy đặt đi. Thằng này cộng thằng này thì có nghĩa cứ cho là K thằng C4H6 thì ăn với lại một thằng C8H8 đi. Vậy thầy được này. Mà có thể nó tạo thành là K lần C4H6 thì là C4H6 tất cả K lần C8H8. Và cái chất này thầy có thể viết từ dưới dạng. Ok, chuẩn luôn. C4K cộng 8 H6K cộng 8. Được chưa? Xịt. Đấy, đúng rồi. Thế là các em có thể ở trong cái buổi mà thầy live stream ấy, các em phải bảo các bạn là thầy mình chữa để trong khoảng live VIP cực kỳ xịt. Để cho nhóm mình phải đông lên nữa chứ. Thầy thích dạy đông rồi. Cho nó mạnh mẽ. Hiểu không? Đây nha. Đốt cháy thì ra được CO2 và nước đúng không? Thầy bảo toàn nhá. Carbon này 4K cộng 8 này. 6K cộng 8 phải chia cho 2 thì nó còn là 3K cộng 4. Tỷ lệ CO2 chia nước, đây CO2 chia nước thì bằng 16 chia 9. Ui, em thấy ngại bấm máy tính lắm, em bấm thầy cái xem nào. Xem càng bao nhiêu. Nhân chéo 4936K cộng 8972 bằng 16 nhân 3 bằng 48K cộng 16 nhân 4 hình như bằng 64. K bằng 72 trừ 64 chia cho 48 trừ 36 2/3. Nhiều đứa tôi nhầm lắm. À 2/3 may thế chỉ có mỗi đáp án đúng đáp án gì. Sao là K và 1 vậy em? À bởi vì thế này, đề bài nó bảo là nhá. Đồng trùng hợp butadien với styrene, mà đề bài hỏi chúng ta là tỷ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích styrene thì thầy không thích đặt AB rồi, đặt AB giải khó lắm, thì đặt thằng này là K, thằng này là 1 thì nó cũng tương tự như nhau cái gì. Đúng chưa? 2/3 rất tốt. Cảm ơn Nguyễn Quang Hảo, cảm ơn Nguyễn Bình Hương. Thầy mới được bấm máy tính hộ thầy. Thank you. Dễ không? Chung là học thầy thì dã man rồi. Các em số cực kỳ sung sướng khi được học thầy. Không phải ai cũng được vậy. Xem nào. Tối nay thì chữa đến 9 rồi nhá. Chữa đến câu 76 nhá. Mệt cực. Mà với lại thì mình đi thi thì mình chỉ cần làm đến 9 thôi. Cần gì làm nhiều. Mục tiêu của thầy dạy của em chỉ đến 9. Mục tiêu của khóa live VIP cũng vậy. Mục tiêu chúng ta lấy 7, 8, 9. Nhá. Được chưa? Câu 74. Hóa học X gồm nhôm và natri. Nhôm này, natri này. Tác dụng với lượng dư nước này. Thu được khí hydro này. Số mol. Rồi em mới thấy bài này lạ quá. Em cứ học thầy còn nhiều cái. Hoàng Lê ơi. Linh đề trong nhóm học thầy Minh của thầy. Nhá. Chẳng theo dõi thầy gì cả. Chán thế, buồn quá. Tí nữa thầy up lại linh đề cho. Ok. Nhá, tí nữa thầy up lại linh đề cho. Thôi. Bởi vì hôm nay là buổi thi mà, buổi thi thầy không up đề lên trước để cho các em làm cho nó công tâm với các bạn để các em biết được là các bạn học khủng như nào. Nhá. Nhớ chưa? Lần sau phải theo dõi thầy thật nhiều, nhớ đặt xem trước vào.
thật đấy, nhớ đặt xem trước. Và đặt xem trước để lúc thầy like của nhận được thông báo. Nhóm mình có tận 30 bạn mà chỉ có 7 bạn theo dõi này. Đấy, thầy hơi bị buồn buồn một chút, nhưng không sao. 7 bạn này phải thi điểm cực kỳ cao thầy. Nhớ chưa? Cứ nhớ là tối nhá. Cứ nhớ là tối thứ hai, tối thứ sáu. Nào, nhớ là tối thứ sáu tuần này học đấy. Tối thứ sáu tuần này là 21:15 là thầy la ở trong nhóm mình đấy. Song One Hero bằng 0.14 nhỉ. Một phần chất rắn không tan này, mình chú ý này, Nati tan hết, nhôm không tan. Vậy thì chắc chắn là nhôm dư. Nhôm chắc chắn là có nhôm dư. Thế thì tan trong này, thế thì nhôm mình không dư là có thằng nhôm dư này. Và nhôm phản ứng này. Được chưa? Thế thì chắc chắn là nó sẽ tạo thành NaOH 4 lần. Ừ, thầy biết là Facebook giảm tương tác. Thầy biết là Facebook giảm tương tác. Thầy còn bị chặn cơ mà. Được chưa? Thế em nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ nha. Thầy đặt số mon nát đi là Amon. Thì phải nát đi chui đây là Amon không? Nhìn kỹ vào. Vậy duy ra số mon nhôm phản ứng của thầy là Amon không? Vậy là hero đây chia thành hai thằng này. Hero của Natri và hero của nhôm phản ứng. Lưu ý này, một thằng Natri thì sinh ra 1/2 hero. Vậy ta đi lại A thì là 0.5A. Một thằng nhôm thì sinh ra 3/2 hero. Bạn nào không biết thì phải viết phương trình nhé. Vậy nhôm đây A thì mày 3/2A. Vậy thì có này, 0.5A cộng với 3.2A bằng 0.4. Suy ra bằng 0.4 chia cho 2 thì bằng 0.2. Được chưa? Vậy A bằng 0.2 thì khối lượng của natri là bằng 0.2 nhân với 23 thì bằng 4.6. Đáp án đúng là C. Ok chưa? Mức 8.5 nhá. Cả nhà hiểu không? Mười lăm này. Ui dồi ôi, 75 lý thuyết. Sướng thế. Tiến hành thí nghiệm về các chất X, Y, Z, T trong dung dịch, thu được các kết quả như sau. X hoặc T tác dụng với quỷ tím, làm quỷ chuyển thành màu xanh. X hoặc T, T thằng cuối cùng. X hoặc T tác dụng với quỷ tím, làm quỷ tím chuyển màu xanh. Lysine có một nhóm NH2 này. Đầu này đầu NH2, vậy là lysine này có hai nhóm. Hai nhóm NH2 này. Thằng này cố định hết rồi. Thằng này chia ra một nhóm là nhóm CO, một nhóm CO. Thế thì một trong hai thằng này tác dụng quỷ tím chuyển màu xanh được rồi. Thôi thì thầy đi làm thằng Y cho dễ. Y tác dụng dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng với tụa bạc, glu, glu và rub, glu đều có. Z này. Z tác dụng với AgNO3 đun nóng không có hiện tượng gì. Xác đều được. Khổ không? Tiếp tục này, Y hoặc Z tác dụng CO2 hai lần trong môi trường kiềm cho dịch màu xanh lam. Y hoặc Z là một trong hai, thế nên một trong hai thằng này đều. T, T tác dụng với dung dịch CO2 hai lần trong môi trường kiềm có màu tím. À, vậy là phải bỏ thằng này, lysine vào đi. Bởi vì đây là thằng phản ứng biểu đây. Anh này cho quỳ chuyển màu xanh này. Anh này không đổi màu này. Lysine hai nhóm NH2 valin thì bị cắm đứng đây rồi, một nhóm COH. Vậy anh này cũng làm quỷ chuyển màu xanh này, etinamin làm quỷ chuyển màu xanh. Vậy đáp án đúng, ta chắc là gì? Vậy làm sao anilin thì không làm quỷ đổi màu, thằng này làm quỷ chuyển màu xanh. Đây là X hoặc T tác dụng quỷ tím làm quỷ tím chuyển màu xanh, đúng chưa? Vậy phải là etinamin và lysine valin ala. Ok, đây chính xác. Chúc Thành phù hợp tốt, rất tốt, nhìn tính đấy. 76 này, 4.4 gram STX đơn chức tác dụng với NaOH vừa đủ để phản ứng hoàn toàn, nếu được 4.8 đơn chức 4.4 này tác dụng với NaOH vừa đủ này thì thu được muối này. Em nhìn thấy gì không? Mà muối tăng đúng không? Thì đây, bộ phận này bộ phận cố định. Bộ phận này bộ phận cố định mà 4.4 nhỏ 4.8. Điều này tương đương với việc là R phải nhỏ hơn natri là 2.3. Đấy, phải tinh ý chỗ đấy cơ. Thì nhắc lại nhé, RCOR phải này, NaOH này,
4,4 này, 4,8 này. Em nhìn thấy này, 4,4 nhỏ 4,8 đúng không? Thế thì R phải chắc chắn phải nhọn thôi ba. Ok. R phải nhọn của ai ba? Thế giờ thì viết này. R phải nhọn 3, 2, 3 thì chỉ có thể là CH3 thôi. Thì nó bằng 15. Chứ còn CH5 thì bằng 29, lớn hơn 3 mất rồi. Vậy nó phải là đầu metin. Loại. Được chưa? Vậy là mình được là metin propionate hoặc là metin acetate. Bây giờ mình đi loại tiếp em ạ. Giờ mình đi loại tiếp. Đúng không? Mình bắt buộc phải loại tiếp thì mình mới ra đáp án chứ, đúng không? Thế bây giờ còn cái nữa. 4,4 gam metin đơn trực, thầy nói thật với các em. Thầy dạy các em nhiều lắm rồi. Ý biết thầy dạy gì nhiều. Nó thầy viết ra nhá. Metin acetate là CH3COOCH3. Metin propionate là C2H5COOCH3. Phải là để cho do số mol, do bọn này bằng nhau nên số mol này phải bằng nhau này. Thì có này, 4,4 chia phân thử của anh này, 88. 0,05. Nhân với muối của nó này. CH5CONa. Nhân với màu ngoặc đơn này. 29 cộng với 44 cộng 23. 4,8, đúng chưa? Chính xác đúng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án. Ok chưa? Đấy, 88 chính xác. Rất tốt. Nguyễn Bình Hương, bạn là nấu 1. Mình bỏ 77, 78, 79 nhé. Ngồi phòng thi thì không yêu cầu các em làm được 3 câu này đâu. Vứt đi, không quan tâm nhiều. Đây là 9,25 rồi, còn gì nữa các em? Câu này là câu 9,25 rồi còn gì? Mà từ nãy giờ mình làm đấy 9,25 tôi đã làm gì nhiều. 9,25 nhân 3 là được 28 rồi. 28 rồi. Đâu, 27,75 rồi. Cộng 0,5 nữa là cũng kinh rồi, 28 mấy rồi. Thừa đỗ y rồi. Làm vậy thôi. Phát biểu sau, hợp chất FNO3 3 lần, vừa tính khử vừa tính cơ sở. Đúng hay sai? Đúng nha. Rất nhiều bạn chọn này sai, đúng rồi. Tính cơ sở đứa nào cũng biết, dương 3 xuống, nhưng tính khử không đứa nào cũng biết đâu. FNO3 3 lần, nhiệt phân tạo thành Fe2O3 cộng N2 cộng oxy. Chú ý nha, và giữ phương trình này nốt lại. Nó và chứng minh vừa tính khử vừa tính cơ xóa nhá. FeNO3 2 lần và HCl đặc có xảy ra phản ứng hóa học. Cái này cũng đúng luôn. Tại sao? Nom để phân tích cho nhìn này. Nom để phân tích cho nhìn này. Câu này là câu khóa xoay. FeNO3 lần có phải là có Fe2 cộng không? NO3 chưa? HCl đặc có phải có H cộng không? Vậy đây thì có này, H cộng và NO3 trừ này. Tương đương với HNO3 này. Oxy hóa mạnh này. Sắt 2 cộng có tính khử này. Tính khử và tính oxy hóa. Vậy là phản ứng với nhau để lên tạo thành sắt 3 cộng. Đúng chưa? Vậy là đúng. Coridon có chứa nhôm dạng khan. À đâu, coridon có chứa Al2O3 dạng khan. Thế này đúng hay sai? Cái đúng hay sai cả nhỉ? Coridon có chứa Al2O3 dạng khan. Cái này chắc chắn đúng. Đúng không? Ăn chặt là đúng luôn. Coridon mà. Trang sức đây. Đúng chưa? Đúng. Tiếp tục nha. Dương Hồng Quân, nitơ dương 5 về nitơ dương 4 em. Đây thì bảo hợp chất FeNO3 3 lần mà. Quân hiểu chưa Quân ơi? G sục H2S vào FeCl3 thu được kết đũa H2S này cộng FeCl3 này. Nhiều đứa nó bảo là tạo thành Fe2S3 kết đũa cộng HCl. Này là ăn may đúng chứ thực ra phản ứng này không có. Được chưa? Tất nhiên à. FeNO3 3 lần có tính khử. Vậy thầy đây đây em ơi. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4 khử tăng, O giảm. Thằng này là thể hiện tính oxy hóa đúng không? Oxy trừ 2 về oxy 0 thể hiện tính khử chưa? Được chưa?
Đấy. Tiếp tục nhá. Mà thực ra thế này này, HS cộng FBC là 3 thế này này. Lưu huỳnh trừ 2 tính khử này. Sắt dương 3 tính oxy hóa này. Thế là nó về sắt 2. Cộng lưu huỳnh cộng HCl, lại nốt lại cho thầy cái phương trình này nhá. Thu được cái tủa lưu huỳnh này. Đúng tiếp. N2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh. Câu này rất nhiều người tranh cãi. Câu này thì phân tích cho các em một chút. N2O3 là chất làm giảm nhiệt độ thôi. Trong công nghiệp thủy tinh. Giảm nhiệt độ nóng chảy thôi. Còn không hẳn là hóa chất quan trọng. Bởi vì thủy tinh thì hóa chất quan trọng nó phải đi hoài. Hóa chất quan trọng không chuẩn. Được chưa? Nó chỉ là chất hạn nội độ, không phải nguyên liệu. Nguyên liệu SDY. Vì vậy nên làm này sai. 1, 2, 3, 4, 4. Đáp án đúng đáp án gì? Cả nhà ơi, hiểu bài không? Hôm nay live stream nào? Nhớ. Tối thứ 6 mình sẽ live stream full để thi thử truyền sư phạm nha. 21 giờ 15 tối thứ 6. Trong nhóm này. Làm trước đi nhá. Chuyên sư phạm lần 3. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc em ngủ ngon. Chỉ làm đến 9:25 thôi nhá.